nhìn thấy những bất thường trên những cái máy. Côn này mỏng dính, tung côn mỏng, chung côn mỏng dính, cầm này long hồ sọc. Đấy, cầm này long hồ sọc. Máy này điểm trừ. Để hướng dẫn anh em chọn máy cắt cỏ nhá. Rất là nhiều anh em mình, cho dù là kinh nghiệm có dùng máy cắt cỏ, có người là bảo là tao dùng máy cắt cỏ 3 4 năm rồi, 5 năm rồi. Nhưng mà đi mua máy cắt cỏ thì không biết chọn máy kiểu gì. Chọn theo cảm tính. Mày chọn theo cảm tính thì ăn may thôi. Được ngon thì được cái máy tốt, không ngon thì được cái máy nó chẳng ra cái gì cả. Thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn là cách chọn máy cắt cỏ làm sao để cho phù hợp nhất với mình. Đầu tiên là tiền đâu nhá. Mình sẽ là chọn máy cắt cỏ trong phù hợp với lại cái đồng tiền của mình. Tiền nhiều thì mình chọn cái máy nó đắt tiền. Tiền ít thì mình chọn cái máy nó vừa vừa tiền. Nhưng mà quan trọng thì là tiền ít hay tiền nhiều thì vẫn là phải là biết cách chọn như thế nào. Đấy, cái thứ hai là chọn máy phù hợp với mục đích sử dụng. Ví dụ như là mình là quật cỏ chẳng hạn, quật cỏ thì sử dụng cái máy nó bé thôi, vừa vừa thôi. Bởi vì là máy bé nó vừa thì nó nhẹ nhàng tình cảm này. Rồi là ăn ít xăng này. Mục đích sử dụng của mình nhá. Đấy, còn lại mà bạn, các bạn mà dùng mục đích khác ấy, ví dụ như là phát những cây to này, thì là dùng cái máy nó động cơ nó to hơn. Cái thứ hai, thứ ba là chất lượng máy. Cái này là cái quan trọng này. Cái chất lượng máy ấy, thì đầu tiên nhất ấy, là mình cần là cái cảm nhận về ngoại hình đã. Đầu tiên nhất ấy, là ngoại hình là cái gì, cái mắt mình nhìn thấy. Cầm một cái máy lên đây này, ví dụ như bắt nhìn thấy này này, đây là cái ngoại hình này, này máy này, này ngoại hình này, còn mới này, ngoại hình nhìn này, mọi chi tiết này, không cái bình xăng còn đẹp này, nguyên lành này, đấy, nắp bình xăng không bị giò này, cái này là rất là nắp bình xăng rất là tốt này, cái này nắp bình xăng rất là dày này, cái điểm cộng này. Điểm cộng luôn là nắp bình xăng dày này. Điểm cộng tiếp theo là cái tum này không bị nứt vỡ này. Tiếp tục này, cần này. Đấy, cần này rất là thẳng. Thẳng này, cần không móp méo này. Sau khi cần thẳng không móp méo rồi, đến lượt đầu dao này. Đấy, đầu dao này thì là không vỡ này, không nứt này. Đấy, cái cảm quan này. Kiểm tra máy ấy. Ở đây ấy, những cái gì cấu thành lên cái máy. Cái máy là phải tổng thể cấu thành lên một cái máy, không vì một bất cứ một cái gì nó tốt mà bỏ qua những cái nó không tốt. Đấy. Đầu tiên là hơi thì giật thử cái này. Đấy. Cực này. Đầu tiên là giật hơi nhá. Đấy, thử giật nhỉ, cực là hơi này rất là tốt. Sau khi mà kiểm tra đến tạm sơ qua đến cái hơi rồi. Đấy, kiểm tra sơ qua đến hơi rồi, rồi bắt đầu một kiểm tra đến máy. Máy móc chế này. Chế này là chế White Pro, là chế Nhật rất là tốt này. Đây, cái chi tiết này rất quan trọng này. Miếng này dùng để lọc bụi. Rất là nhiều máy luôn là mọi người bỏ qua cái miếng này vứt đi. Mà không dùng cái miếng này thì bụi nó vào đây, nó sẽ gây ra tắc chế, hỏng chế xước lọc. Đấy nha, chú ý nha. Cái này chi tiết này rất là bé và quan trọng. Đấy, nó phải có cái này là một này, chế là hai này. Cái chế White Pro này nó tốt, nó tiết kiệm xăng, bốc. Đấy, ông nào mà cẩn thận nữa nhá, cẩn thận nữa là tháo máy ra xem bên trong mình như nào, tháo máy ra xem bên trong như nào thì bảo chỗ bán người ta tháo cho mình xem thôi. Máy cũ thì ai chẳng cho tháo, nếu mà đến cái chỗ nào mà người ta không cho tháo thì mình đỡ phải mua. Đấy, đỡ phải mua. Rồi, tháo ra xem bên trong nó như nào này. Ừ.
tháo ra xem bên trong. Rồi, bên trong thì mình xem cái gì? Bên trong thì mình dùng lại dùng thiên nhãn thôi, dùng bằng mắt, tất cả dùng bằng mắt. Kiểm tra xem những cái chi tiết máy này, kiểm tra xem những chi tiết máy này còn tốt hay không, còn mới hay không, đã bị vỡ viết gì không, được chưa? Đấy, kiểm tra tiếp. Đây là điện, điện quân điện này có đồ thay hay không rất quan trọng. Một cái máy mà đang dùng ấy thì điện đóm lăn quay ra chết mà không có cái thay thì cũng vứt đi cái máy. Sau khi kiểm tra như này xong rồi thì bắt đầu nhìn điểm cộng của nó. Đây, cái này ống xả còn rất là mới sáng. Máy này điểm cộng nha, cho một điểm cộng. Chứng tỏ là máy này bên kia người ta dùng rất là ít, cho nên là cái máy còn sáng. Điểm cộng tiếp theo là cái tum này, rất là mới. Điểm cộng tiếp theo nếu như mà mình nhìn thấy cái này, hỏi chỗ bán ấy là có thay không quần điện. Chỗ bán người ta bảo là đầy thì điểm cộng nữa. Tiếp tục là tháo cái tum mình ra. Tháo cái tum này ra. Xem trong cái máy nhá. Máy hai thì nó đơn giản lắm mọi người ạ. Đơn giản, dễ xử lý, dễ sửa. Nên là chỉ cần chọn cẩn thận tí. Côn. Nhìn thấy côn như này phát điểm cộng nữa. Đây này, côn đây này. Tại vì cái côn là một cái chi tiết hao mòn khi đây mình lao động làm việc ấy, nó mài vào cái chung côn này này. Nó mài vào cái chung côn này. Đấy, nó mài vào cái chung côn này. Nó sẽ gây mòn cái côn. Mà mòn là phải thay thôi, cái này bình thường mà thay là bình thường mà. Đấy, côn này kiểu này hay gọi là côn 260 này. Đối với mấy bé là côn 260 này rất là sẵn ra, côn to là côn 330. Đấy. Điểm cộng. Côn. Này, dễ thay. Như thế. Tháo ra xem giải pháp. Đối với thợ to thì thợ người ta nhìn máy nào người ta biết côn gì rồi, nhưng mà mình mua hàng mình cứ cẩn thận thôi. Cứ tháo ra xem, tháo ra chẳng ảnh hưởng đến chất lượng của máy gì cả. Sau khi tháo ra xem rồi, côn kiết dễ thay rồi, điện dễ thay rồi, trục giật, đây là cái trục giật này. Trục giật còn nguyên, chưa có vỡ viết cái gì cả. Đấy, mọi thứ không chảy dầu chảy xăng. Kiểm tra tiếp tục đến cái tum này. Cái tum này, cái chung côn xem là nó có bị dơ hay không. Đấy, chung côn không dơ, rất là bon, là ok. Cái này không bị lõm mài mòn, rất là đều, ok. Đấy, những điểm cộng. Còn lại mà mình nhìn thấy những thứ bất thường ấy. Nhìn thấy những bất thường trên những cái máy. Côn này mỏng dính. Tung côn mỏng, chung côn mỏng dính. Cầm này long hồ sọc. Đấy, cầm này long hồ sọc. Máy này điểm trừ. Có điểm trừ. Tiếp tục. Không phải là côn 260 mà là cái côn loại khác, cái côn sắt. Ui giời ơi. Tôi không nên mua cái đấy. Đấy. Để lắp vào nha. Sau khi kiểm tra này nhanh không, mà kiểm tra này có mấy phút mà. Mấy phút mà lắp vào. À, lắp vào. Cẩn thận thì mình nên tháo máy để kiểm tra thôi, chứ còn không cẩn thận thì không tháo.
sau khi mình kiểm tra sơ qua sơ bộ, kiểm tra thực tiễn tháo máy ra xem, thì đến lượt mình, bây giờ mình bắt đầu mình nổ máy để thử xem là cái máy này tiếng nổ như thế nào. Đấy à, như các bạn thấy khi mình giật nổ rất là dễ giật nổ điểm cộng. Tiếp tục khi mình ga mạnh lên cần không rung, máy chạy rất ổn định. Đấy, không rung một bật, máy chạy rất ổn định. Điểm cộng tiếp theo, khi ga lên máy rất là bốc, không có hiện tượng bị nhíu ga, hụt ga. Thế là các bạn là đã chọn được một cái máy cắt cỏ ưng ý với mình rồi đấy. Sau khi sử dụng thì các bạn cứ yên tâm mà sử dụng thôi, hỏng đâu thay đấy, hỏng côn thay côn, hỏng chế thay chế, hỏng cần thay cần, hỏng cái gì thay cái đấy. Tại vì là mình chọn được một cái máy ưng ý này rồi thì còn lâu nó mới hỏng. Và tất cả thì của bền tại người, khi mình dùng mình chú ý nó một tí, bảo dưỡng rồi dùng đừng quá công suất thì mình sẽ dùng được cái máy này rất là lâu luôn, còn lâu mới hỏng. Và các bạn nào thì có kinh nghiệm mà chọn những cái máy này cắt cỏ mà nó hay hơn thì các bạn chia sẻ nhé, hãy comment xuống dưới và chia sẻ với mọi người. Còn trong lúc làm video này thì có một số những cái thiếu sót hoặc là những cái gì mà còn thiếu thì là các bạn mong các bạn là thông cảm. Có bạn nào mà muốn tư vấn hoặc là muốn cái gì thì cứ mạnh dạn comment nha, thì mình luôn sẵn sàng là giúp các bạn chọn được những máy ưng ý nhất.